trên 10 năm qua, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Long Cang, huyện Cần Đước không chỉ giúp hội viên học được tính tiết kiệm từ Bác Hồ mà còn thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách đối với những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Cang chọn chi hội phụ nữ ấp 3 làm điểm triển khai mô hình nuôi heo đất tiết kiệm với 10 hội viên tham gia. Mỗi hội viên phụ nữ sẽ tiết kiệm từ những việc chi tiêu hàng ngày, tùy vào hoàn cảnh, mỗi chị có ít góp ít, có nhiều phụ nhiều. Ấp 3 là ngay chỗ kia hội của chị nhỏ, chị giàu á, làm điểm là chỉ có 10 con heo thôi. Nhưng mà bắt đầu mình mới nhân rộng ra. 6 tổ này khoảng chừng một tổ thì ít nhất là 12 con và nhiều nhất là 17 con. Nói chung nó nằm ở cái tầm là cũng 5-60 con. Sau một năm dỗ béo, các chị em sẽ đập heo vào đầu năm học mới hoặc nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Người tiết kiệm ít cũng được 500.000 đồng, nhiều thì cũng được từ 7 cho đến 8 triệu đồng. Số tiền này dùng để các hội viên phụ nữ mua sách vở, quần áo cho con vào đầu năm học mới. Đồng thời, mỗi chị sẽ trích ra một phần để giúp đỡ các hội viên khó khăn. Noi gương bác hồi xưa tiết kiệm, vì bỏ con heo mình thấy cái đó cũng được tiết kiệm cho gia đình mình. Rồi mình cũng cảm thấy là mình làm một cái việc gì đó để giúp cho những bé bệnh tật, cũng cảm thấy vui. Mình thấy những việc đó mình làm mình rất là vui. Sinh ra không may mắn bị bệnh đan y bẩm sinh nên hàng tháng gia đình phải đưa em Trần Ngọc Lệ Chi đi bệnh viện điều trị rất tốn kém. Chia sẻ với hoàn cảnh này, hàng tháng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Long Cang trích một phần từ mô hình nuôi heo đất tiết kiệm để tặng quà, nhu yếu phẩm nhằm san sẻ phần nào gánh nặng của gia đình. Nhận được tiền hỗ trợ của bên Hội Phụ nữ thì rất biết ơn, cũng để dành vô mua thuốc hàng ngày cho bé. Tại vì bé một ngày uống hai loại thuốc lận. Một loại là 20 mấy ngàn một viên, một loại là 7 ngàn. Thí dụ như mà cái quỹ đó còn dư thì cũng để dành riêng đó, khi nào bé có mà nhập viện này kia kia nọ thì em sử dụng cho bé không, chứ không có sử dụng riêng ra cái phần nào hết. Học tập và làm theo gương bác từ những việc nhỏ nhất. Câu nói này đã hoàn toàn đúng với những gì mà mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Long Cang mang lại. Ngoài tập thói quen tiết kiệm, hơn hết, hoạt động này còn giúp chị em nâng cao ý thức, trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.